Vợ gọi nhầm tên chồng thành tên anh khác. Không ngờ ông xã tính nóng như kem, bế con đi ăn phở luôn chứ chẳng đùa. Anh Nám ơi, anh Nám. Anh Nám ơi, con ngoan lắm. Chưa bao miếng nữa. Anh Nám con ngoan lắm. Em gọi anh á. À không, không không. Vợ em gọi ai? Vợ gọi nhầm. Nhầm về ai? Ai tên Nám? Anh tên Nám à? Mổ trong chim mới nói to rồi hay, nói nhỏ nhỏ thôi mà. Con coi đây. Đây. Mẹ con chứ không nhớ tên ba, tứ tưởng hai con đến Nám đúng không? Em yêu quên tên Nám đúng không? Em gọi nhầm quần tên nhân viên chứ gì? Nhầm viên không phải tên Nám cả. Đây không có. Ai tên Nám? Ờ hay không có đúng tên Nám. Ai tên Nám? Vậy mà vợ gọi nhầm đi, chim đi khung khăng rồi hay? Nhầm về ai? Nhầm về ai mới được? Em mới có tứ tưởng đúng đâu, em mới có ai tên Nám gọi nhầm được em à? Chứ anh cái tù đâu ra, ai phải cái tù mà cười nhau nắm nắm thôi chứ chơi rồi. Anh Nám ơi, anh Nám ơi, cho con ăn chưa? Thì đúng. À, anh thì... Nám muốn cho con ăn. Để vừa nói cái mô thì đúng với chồng là tên Tú. Nhưng mà chồng là con trai thì là nam giới thì vừa gọi anh Nám, vừa gọi anh Nám. Nói dối, chứ bạn đã đúng với vừa. Nói dối thì vừa nói ai đến Nám gọi nhánh này. Nói dối mốt thì hay không có ai đến Nám cả. Ai tên Nám? Vừa gọi nhắm đi chứ chồng đi rồi. Này, mẹ có phản đối đá con đào ấy. Nói lúc đá lúc tốt. Anh nói với em này. Nói chung ấy. Anh không có đi mô. Hả? Ai tên Nam? Không có ai cả. Chứ vừa gọi nhầm đấy mà 95 âm 5 nhầm đây. Con nghén buồn á. Ơ đi mô đó. Đi mô kệ quá. Dạ không. Thôi mà trốn. Đi mà trốn. Trốn. Trốn chi mà trốn là ngay trốn nữa. Đi đi. Đi mà trốn. Đi mô ăn cơm à. Đi mô ăn cơm. Đi mô ăn cơm. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá.